Cơ sở kho cá của anh Trần Hữu Hoàng bắt đầu nối lửa kho cá phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tí từ ngày 10 tháng Chạp. Với hơn 3.000 niêu cá đã được đặt trong dịp Tết năm nay, cơ sở phải huy động 20 lao động kho cá suốt ngày đêm. Nhờ bí quyết gia truyền cùng sự cầu kỳ từ lúc lựa chọn nguyên liệu làm cá, tạm ướp gia vị cho đến quá trình kho cá công phu, nên sản phẩm cá kho của gia đình anh vào dịp Tết Nguyên đán những năm gần đây thường cung không đủ cầu. Thì đã phải từ khoảng tháng 5 tháng 6 là tôi đã phải chuẩn bị là từ củi này, nồi này và gia vị là đã phải chuẩn bị từ năm bây giờ thì phục vụ cái vụ Tết chính này. Xã Hòa Hậu hiện có gần 200 hộ làm nghề kho cá, số lượng xuất bán dịp Tết Nguyên đán Canh Tí khoảng 30.000 niêu các loại với giá 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng một niêu. Những năm gần đây, khách hàng đã quen với sản phẩm cá kho truyền thống Nhân Hậu nên đơn đặt hàng ngày càng nhiều. Đặc biệt, sản phẩm cá kho tại các cơ sở thuộc Hiệp hội Sản xuất Chế biến Cá kho Nhân Hậu đã được dán tem truy xuất nguồn gốc nên công việc sản xuất kinh doanh cũng thuận lợi hơn. Để mà làm tốt được trong những cái năm tiếp theo thì Hiệp hội bây giờ đang còn khó nhất là cái thời gian bảo quản các cái ban ngành chức năng, đặc biệt là đối với Sở Khoa học Công nghệ nghiên cứu để mà tạo điều kiện cho bà con kéo dài được cái thời gian bảo quản của sản phẩm. Hương vị thấm đượm hồn quê đã giúp cá kho Nhân Hậu ngày càng được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, làm quà biếu vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Nghề kho cá cũng đã giúp cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng khấm khá hơn.